Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 34 thực hành dụng cụ bảo vệ an toàn điện. Một la mã chuẩn bị sách giáo khoa. Hai la mã nội dung và trình tự thực hành. Một nhỏ, tìm hiểu các dụng cụ bảo vệ an toàn điện. Cô mời các em quan sát hình ảnh. Và các dụng cụ ở trên hình ảnh này có tên là gì? Đầu tiên, một là giày cao su. Tìm hiểu dụng cụ bảo vệ nêu đặc điểm cấu tạo bộ phận cách điện. Giày cao su thì được làm bằng cao su. Chức năng là cách điện và toàn bộ ha, toàn bộ là cứ có chức năng là cách điện. Tiếp tục là găng tay cao su. Giá cách điện được làm bằng gỗ hoặc được làm bằng cao su. Thảm cao su thì dĩ nhiên phải làm bằng cao su rồi ha. Toàn bộ thảm có công dụng là cách điện. Kìm. Vị trí cách điện là tay nắm. Ở vị trí tay nắm có công dụng là cách điện nên ở vị trí đó sẽ được làm bằng cao su cách điện. Kìm. Tương tự với cây kìm ha, cũng y vậy. Cờ lê. Bút thử điện. Tìm hiểu về cấu tạo của bút thử điện. Cấu tạo bút thử điện bao gồm có các bộ phận sau. Một là đầu bút. Đầu bút thì được làm bằng kim loại ha. Tiếp tục, hai là điện trở. Điện trở có công dụng là để giảm dòng điện, làm giảm dòng điện xuống. Khi mà đầu bút thử điện đưa vào vật mang điện đi qua điện trở thì sẽ công dụng là để sẽ giảm dòng xuống rất nhỏ. Ba là đèn báo. Đèn báo thông báo cho chúng ta biết là vật này có mang điện hay không. Thì khi đèn báo sáng thì là vật mang điện. Nếu đèn không sáng thì là không mang điện. Kẹp kim loại. Đây là cấu tạo của cây bút thử điện. Về nguyên lý làm việc. Khi để tay vào kẹp kim loại và chạm đầu bút vào vật mang điện, dòng điện từ vật qua đèn báo qua cơ thể người xuống đất tạo thành một mạch kín và đèn báo sáng. Thế thì khi mà đèn báo sáng thì chứng tỏ là có điện, còn nếu mà trường hợp mà đèn không sáng thì không có điện. Ví dụ như là hai cái ổ điện, hai cái lỗ điện, cái ổ lấy điện ra có hai ổ, hai cái lỗ phải không? Chúng ta cắm vào và khi bút thử điện báo sáng, đèn bút thử điện báo sáng thì nó là dây dương. Còn chúng ta đặt qua cái lỗ điện thứ hai á thì đèn không sáng thì nó là dây dây nguội, là dây trung tính. Tại sao khi dòng điện đi qua bút thử điện rồi tiếp tục qua cơ thể người tạo thành một mạch kín á thì không gây nguy hiểm cho người sử dụng? Bởi vì cái dòng điện này rất nhỏ, nhờ vào điện trở trong cái bút thử điện nó làm cho cái dòng điện xuống rất nhỏ nên khi đi qua cơ thể người chúng ta không cảm nhận được nên không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Cô vừa trình bày xong bài 34, các em đây là nội dung viết bài. Tiếp theo bài 36, tìm hiểu về vật liệu kỹ thuật điện. Dựa vào đặc tính và công dụng, người ta phân loại vật liệu kỹ thuật điện ra làm 3 loại. Đó là vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện
và vật liệu dẫn từ. Mời các em quan sát hình ảnh của vít cắm điện với ổ cắm điện. Cho biết trong 5 phần tử của vít cắm điện với ổ cắm điện, phần tử nào là phần tử dẫn điện? À, 5 phần tử gồm có nè. 1. Hai chốt vít cắm điện. 2. Thân vít cắm điện. 3. Gõ dây điện. 4. Hai lõi dây điện. 5. Hai lỗ lấy điện. À, trong 5 phần tử này thì phần tử nào là dẫn điện? À, đầu tiên đó là hai chốt vít cắm điện. Tiếp theo, hai lõi dây điện và hai lỗ lấy điện thì đó là phần tử dẫn điện. Vậy thì vật liệu dẫn điện là gì? Là vật liệu cho dòng điện chạy qua. Là vật liệu cho dòng điện chạy qua. Phân loại. Đối với vật liệu dẫn điện, chất khí thì có hơi thủy ngân là dẫn điện. Chất lỏng thì có axit, bazơ và muối. Về chất rắn thì có kim loại và hợp kim. Đặc tính. Vật liệu dẫn điện đặc tính là có điện trở xuất nhỏ. Giải thích điện trở xuất là gì? Điện trở xuất là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật liệu. Vậy thì vật liệu dẫn điện thì tính cản trở dòng điện là nhỏ hay lớn các em? Là nhỏ. Ha. Thế thì vật liệu dẫn điện phải có điện trở xuất nhỏ. Vật liệu nào có điện trở xuất càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt. Ứng dụng. Chế tạo bộ phận dẫn điện của thiết bị điện. Ở đây thì giới thiệu cho các em về đèn huỳnh quang, ống đèn huỳnh quang với đèn compact. Thì bên trong của ống đèn huỳnh quang có thủy ngân. Thủy ngân, hơi thủy ngân. Thủy ngân có công dụng là để làm môi trường để dẫn điện. Dẫn điện cho hai điện cực phóng điện. Tạo ra tia tử ngoại để đèn phát sáng. Và hơi thủy ngân trong bóng đèn này có chức năng là môi trường để dẫn điện. Tương tự với đèn compact. Đây là mô tả cho cái phần mà phần dẫn điện của chất lỏng á. Các em thấy cái phần ví dụ á, nước cất nè cung cấp nguồn điện nè. Đi qua nước cất nè, thì đèn nó không sáng nè. Nước cất không dẫn điện ha. Dung dịch sắc corroser cũng đèn không sáng, cũng không dẫn điện. Dung dịch natri chlorua thì đèn phát sáng, thấy không? Thì đây là dẫn điện. Dung dịch nước muối ha. Natri chlorua thì dẫn điện. Hoặc là quá trình điện ly ở trong hóa học á. Đây là bình ắc quy nè. Bình ắc quy thì bên trong đó môi trường axit thì nó cũng là môi trường dẫn điện. Bảng điện trở xuất của một số chất thì ở đây có một là bạc, đồng, wolfram, thủy ngân và nhôm. Các em nhìn coi điện trở xuất của vật liệu nào nhỏ nhất. Bạc có điện trở xuất nhỏ nhất ha. Do đó bạc sẽ có đặc tính dẫn điện tốt nhất. Điện trở xuất càng nhỏ đặc, điện trở xuất là đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật liệu. Vì điện trở xuất càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt. Vì bạc có điện trở xuất nhỏ nhất thì nó sẽ có đặc tính là dẫn điện tốt nhất. Rồi bạc dẫn điện tốt nhất là đến đồng. Tiếp theo tới gì nữa? Tới nhôm. Tiếp theo tới wolfram và cuối cùng là thủy ngân. Sắp xếp về vật liệu có đặc tính dẫn điện ha.
tính dẫn điện của một số vật liệu nào đạt tốt nhất nè, ta nói đến đồng nè, tới nhôm nè, wolfram nè, cuối cùng là thủy ngân. Ứng dụng. Về dẫn điện thì người ta sử dụng lõi dây đồng là vật liệu dẫn điện. Ở đây có các cực tiếp điểm được làm bằng đồng, các loại dây dẫn điện, hoặc là đối với dây dẫn thì người ta bên trong có thể làm bằng dây nhôm để giảm chi phí. Rồi lõi dây đồng, mạ bạc tinh khiết dùng trong dây dẫn của hệ thống âm thanh. Đây giới thiệu về phần tử dẫn điện, ứng dụng như là bảng mặt in được làm bằng sơn bạc, pin thì bên trong nó có oxit bạc, vi mạch điện tử được tráng bạc. Về ferronickel, ferronickel có đặc tính là có điện trở xuất lớn và có khả năng dẫn điện. Nó có điện trở xuất lớn để làm gì? Để tạo ra nhiệt, để sinh ra nhiệt. Do đó, ferronickel được dùng làm dây đốt nóng của đồ dùng loại điện nhiệt như là nồi cơm điện, bàn là điện, bếp điện, ấm điện, mỏ hàn, bình thủy điện. Đối với cái nhóm đồ dùng này sẽ là biến đổi điện năng thành nhiệt năng. Và bộ phận thực hiện chức năng này đó chính là dây ferronickel, đó là dây đốt nóng. Tiếp theo cũng cái phần tử là phít cắm và ổ cắm điện luôn. Cho biết phần tử nào cách điện. Hồi nãy là ba phần tử dẫn điện rồi, đó là hai chốt lõi dây dẫn điện, hai ổ lấy điện là vật liệu dẫn điện. Bây giờ là tìm về phần tử cách điện. Phần tử cách điện đó chính là thân phít cắm điện, gì nữa, vỏ dây dẫn điện. Đây là phần tử cách điện. Vậy thì vật liệu cách điện khái niệm là gì? Là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. Là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. Phân loại thì có, đối với chất khí thì khí trơ và không khí thì nó cách điện. Chất lỏng thì có dầu biến thế. Về chất rắn thì là cao su, nhựa, thủy tinh, gốm sứ, đặc tính. Trái ngược với vật liệu dẫn điện thì vật liệu cách điện thì phải có điện trở xuất lớn, có đặc tính cách điện tốt. Ứng dụng, chế tạo các bộ phận cách điện. Đây, ứng dụng này, thủy tinh cách điện. Thủy tinh cách điện được dùng trong cái đường dây truyền tải, đường dây tải điện. Sứ cách điện. Gỗ khô là cách điện ha. Giấy cách điện. Băng dính cách điện. Vỏ dây dẫn điện, thân phít cắm điện có công dụng gì? Đối với vỏ dây dẫn điện thì nó là cách ly hai lõi dây điện với nhau. Hai lõi dây điện này nó phải được cách điện với nhau để tránh cái hiện tượng là bị chập mạch á. Và cái nhiệm vụ thứ hai là để cách ly lõi dây, cách ly điện với bên ngoài, cách điện với môi trường bên ngoài. Thân phít cắm điện, cách ly hai chốt phít cắm điện với nhau và cách ly phần tử mang điện với môi trường bên ngoài. Tiếp theo là vật liệu dẫn từ, khái niệm là vật liệu cho đường xuất từ chạy qua.
Đặc tính có đặc tính dẫn từ tốt, ứng dụng. Thường thì người ta hay dùng thép kỹ thuật điện để làm vật liệu dẫn từ, được chế tạo cho máy biến áp, máy phát điện và động cơ điện. Đây lõi 500 điện, thường được làm bằng thép kỹ thuật điện ha, chức năng là để dẫn từ. Tương tự lõi của máy biến áp làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành một khối, công dụng là để dẫn từ. Hình ảnh của máy biến áp. Bài tập. Cho các vật liệu. Bài tập. Trang 130. Em hãy điền vào chỗ trống đặc tính tên các phần tử thiết bị điện được chế tạo từ các vật liệu kỹ thuật điện. Đồng thì có đặc tính gì các em? Đồng thì dẫn điện, được chế tạo làm lõi dây dẫn điện hoặc là chốt phít cắm điện. Còn nhựa thì là cách điện. Tên phần tử được chế tạo đó là đế cầu dao, tay cầm đồ dùng điện. Ferronickel, nó là vật liệu dẫn điện, nó chế tạo làm dây đốt nóng ha, của đồ dùng loại điện nhiệt. Nhôm là dẫn điện, chế tạo làm lõi dây dẫn điện. Lưu ý ở đây là chúng ta đang nói là vật liệu kỹ thuật điện thì có là dẫn điện, cách điện và dẫn từ, nên cái phần nhôm này chúng ta không có nói là dẫn nhiệt nha các em. Chúng ta đang học bài 36 nha, không phải là bài 18 nữa nha. Thép kỹ thuật điện chức năng là dẫn từ, được chế tạo làm lõi của máy biến áp. Cao su thì cách điện, chế tạo làm vỏ dây dẫn điện, găng tay, ủng cao su. Niprom dẫn điện, làm điện dây điện trở của đồ dùng loại điện nhiệt. Anico là dẫn từ, chế tạo 500 vĩnh cửu. Cô vừa trình bày xong bài 36, vật liệu kỹ thuật điện. Đây là nội dung viết bài. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở tuần tiếp theo.